này, tóc dài đến chân. À mà còn cái này nhá, anh nào súng ngủ li bì, ăn vài muối bưởi, thích thì dậy ngay. Hôm nay ở đây làm gì mà đông thế nhỉ? Nhưng mà bây giờ em phải bận đi văn nghệ của thôn Quy Mông rồi. Xin mời toán thể quý vị sẽ cùng chào đón đội văn nghệ quận Ba Đình nhé, với màn dân vũ Rời Tới Luôn. Thì vẫn bên nhau như thơ.
Vâng, xin cảm ơn thần biểu diễn rất vui trời của câu lạc bộ phụ nữ thôn Chuyên Mông. Vâng, xin quý vị.